Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 166 Vì sao ngươi cứu ta? Làm sao ngươi biết ta đến thanh thành? Dương Tĩnh Uyên có phải do ngươi làm hại không? Quý anh anh bắn hàng loạt câu hỏi, khiến Thịnh Phong Trạch chỉ biết cười một tiếng. Trước mặt đạo quan cao lớn, thịnh phong trạch bị bóng dâm che phủ. Hắn từ từ bước tới, nâng mũ lên để che mặt. Ngày mai ta phải trở về Nam Chiếu. Ban đầu ta chỉ định tới đây để từ biệt ngươi, nhưng việc tới Thanh Thành là ngoài ý muốn. Nhớ lại thời gian quen biết, trước khi đi ta muốn làm điều gì đó tốt cho ngươi. Có lẽ ngươi sẽ bớt hận ta một chút. Có lẽ, dù nàng có hận hay không, hắn chỉ không muốn để triệu tu duyên chạm vào nàng. Hắn phải về Nam Chiếu ánh mắt của quý anh anh lộ rõ niềm vui mừng. Nàng đứng dưới ánh trăng sáng, mọi biểu cảm của nàng đều lọt vào mắt thịnh phong trạch. Nàng thực sự không sợ hắn tức giận, thịnh phong trạch lại có ý định bóp cổ nàng. Hãy để nàng đi, mong rằng đây là lần chia tay mãi mãi. Hắn không muốn giữ bên mình một người phụ nữ có thể ảnh hưởng đến hành vi và cảm xúc của hắn. Vì nàng, hắn đã phạm nhiều sai lầm. Ta không muốn gặp người nữa trong ba năm tới ngươi sẽ không thể cưới được dương tĩnh uyên nếu muốn tránh xa triệu tu duyên tốt nhất là dọn nhà ví dụ dẫn mẫu thân ngươi trở về trường an nếu gia đình ngươi dọn đi có thể sẽ tránh được một kiếp nạn hắn đã nói hết những gì có thể sau này chỉ còn trông chờ vào vận may của nàng quý anh anh quay mặt đi thầm nghĩ ta cũng không muốn gặp ngươi dọn nhà người nghĩ dọn nhà dễ dàng vậy sao phụ thân ở đây Hoán hoa phường nhuộm ở đây. Nếu gia đình dọn đi, hôn sự giữa nàng và Dương Tĩnh Uyên sẽ ra sao? Vào đi thôi. Ta đã nhờ người báo cho Chu Nhị Lang, hắn sẽ không tìm ngươi giữa núi rừng nữa. Ngươi chờ một lát hắn sẽ đến. Thịnh Phong Trạch không muốn nói nhiều, xoay người đi xuống núi. Khi bước xuống bậc thang, hắn lại quay đầu. Dương Tĩnh Uyên không có ở Thanh Thành, ngươi ngày mai về nhà đi. Hắn sẽ đến tìm ngươi. Uy, làm sao ngươi biết? có phải ngươi đã đầu độc hắn, khiến hắn ngã bệnh? Quý anh anh chạy tới vài bước, hét lên. Thịnh Phong Trạch ngước nhìn nàng một cái. Dương Tĩnh Uyên không vô dụng như ngươi nghĩ, nhưng nếu hắn còn cản đường ta, ta sẽ giết hắn. Hình bóng của hắn như đám mây đen bay xuống bậc thang dài. Tại sao hắn nói chuyện lạ vậy? Tại sao hắn lại cứu ta? Quý anh anh lẩm bẩm. Trời dần tối, ánh đuốc sáng lên trên thềm đá dài. Là Chu Nhị Lang. Quý anh anh quay đầu lại nhìn thấy đạo quan gần đó, liều mình đứng đợi. Không lâu sau, dưới ánh sáng của cây đuốc, nàng thấy rõ mặt Chu Nhị Lang và Lăng Nhi. Quý anh anh thở phào nhẹ nhõm. Nhị nương, Chu Nhị Lang thấy Quý anh anh đứng ở cuối bậc thang, vui mừng ném Lăng Nhi xuống và chạy tới, lau mồ hôi rồi oán giận nói: Hai người khiêng kiệu thật là, nói là do trời sinh lơ đáng, đã đưa người đến Thiên Sư động. Ta thấy nữa thì sợ chết mất lại là thịnh phong trạch thấy chu nhị lang không biết gì quý anh anh không muốn làm phức tạp vấn đề cũng không nhắc lại đêm đó họ tá túc ở đạo quan chu nhị lang lại chạy tới nghe hoa thanh đạo trường giảng đạo nhớ lại lời thịnh phong trạch nói quý anh anh bán tín bán nghi sáng sớm hôm sau cả đoàn rời khỏi đạo quan nhờ một tiểu đạo đồng dẫn đường tìm được nhà tranh của hoa thanh đạo trường tam lang chưa lập gia đình là quý tiểu nương tử Hoa thanh đạo sĩ cười hì hì nhìn quý anh anh, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, ông đã ngồi phịch xuống sân. Hôm nay vi sư muốn thử tài nấu nướng của ngươi, phòng bếp ở đằng kia. Rồi quay sang chua nhị lang. Đi trẻ củi đi, dao và dây thừng đã có sẵn ở phòng bếp. Hoa thanh sư phụ, Dương Tam Lang có ở đây không? Người nhà nói hắn ngã bệnh, được đưa tới đây để dưỡng bệnh. Quý anh anh không tiện từ chối, mang theo lăng nhi chậm chạp đi về phía phòng bếp vừa đi vừa quay đầu lại hỏi dùng cơm xong rồi dọn dẹp sạch sẽ đạo sĩ sẽ nói cho người biết hoa thanh đạo sĩ đáp ngôi nhà tranh có ba gian một gian chính và hai gian phụ gian chính không có ai chẳng lẽ là ở gian phụ quý anh anh nháy mắt với lăng nhi rồi vội vàng chạy vào lăng nhi nấu cơm ta sẽ quét dọn gian phòng hoa thanh đạo sĩ nhìn nàng đi vào rồi thất vọng quay ra vuốt râu mỉm cười trong phòng bếp có rau củ và một khối thịt khô lớn quý anh anh đoán rằng đạo sĩ không kiêng ăn mặn nên cô dũng cảm nấu ăn chu nhị lang trẻ cùi trở lại thức ăn đã được chuẩn bị xong và dọn lên bàn hoa thanh đạo sĩ mời ba người cùng dùng cơm sau bữa ăn ông chỉ dẫn ba người đi tưới nước cho dụng thuốc một ngày bận rộn trôi qua đã đến trạng vàng quý anh anh biết rõ dương tĩnh uyên không ở đây nhưng vì nghĩ đây là sư phụ của hắn nên cô coi như mình đến để thể hiện lòng hiếu thảo. Khi đã hoàn thành công việc trong nhà ngoài nhà, nàng cúi chào hoa thanh đạo sĩ và nói. Hoa thanh sư phụ, trời đã tối, chúng ta xin phép xuống núi. Ôi chào, ngươi không thể đi. Hoa thanh đạo sĩ đứng lên, điềm đạm nói. Nếu ngươi muốn dương tam lang bình an, thì hãy ở lại đây một thời gian. Trong phòng bếp có đủ thức ăn cho một tháng. Ngươi có tỷ nữ, có suối và đầm phía sau nhà để lấy nước củi thì có sẵn trong rừng. Nơi này rất an toàn, yên tâm ở lại. Ở lại, ở lại bao lâu, mẹ ta còn bệnh, ta không thể ở lại lâu. Quý anh anh ngạc nhiên trước đề nghị của đạo sĩ. Chu nhị lang cũng lắc đầu phản đối. Hai cô gái ở trong rừng sâu này, quá nguy hiểm. Ai nói không an toàn, rừng cây phía trước là do đạo sĩ mời các ngươi vào, ngay cả con thỏ cũng không thể vào được. Hoa thanh đạo sĩ nói, rồi kéo Chu nhị lang ra khỏi hàng rào ta sẽ đến nhà ngươi xem bệnh tình của mẫu thân ngươi. Để người nhà ngươi yên tâm. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong rừng trúc. Chu nhị lang quay đầu lại, chỉ thấy một rừng cây rậm rạp, không còn thấy bóng dáng nhà tranh. Hắn nhanh trí hỏi. Hoa thanh sư phụ, đây là trận pháp phải không? Hoa thanh đạo sĩ đáp nhẹ nhàng. Muốn học không? Chu nhị lang gật đầu lia lia. Sư phụ chịu thu ta làm đồ đệ sao? Hoa thanh đạo sĩ dễ dàng đáp. Đi trước tam đạo yển rồi nói sau. Vì tâm trí bị chiếm đầy bởi ý nghĩ học nghệ, Chu Nhị Lang hoàn toàn quên hỏi lý do tại sao đạo sĩ giữ quý anh anh và tỷ nữ lại trên núi. Bị bỏ lại trong nhà tranh, quý anh anh sững sờ một lúc, thấy trời tối dần, liền bảo Lăng Nhi đốt đèn lên. Có lẽ Hoa Thanh Sư Phụ có thể dự đoán được điều gì đó. Dương Tĩnh Uyên sẽ đến, hắn chỉ rời nhà thôi sao? đôi mắt quý anh anh sáng lên nhưng dù đã ngủ thẳng đến sáng hôm sau cũng không có ai đến đợi thêm chút nữa vậy ngày qua ngày khối thịt khô trên bếp lò đã ăn hết một nửa nhưng quý anh anh vẫn không thấy dương tĩnh nguyên đến lăng nhi chúng ta ở đây bao lâu rồi gần nửa tháng rồi nửa tháng sau hoa thanh đạo sĩ để lại một bức thư trên hàng rào là thư của quý thị nói rằng sức khỏe của bà đã tốt hơn bảo quý anh anh yên tâm ở lại trên núi. Ngoài ra, không có thêm chữ nào, bà còn gửi đến vài thước vải và đồ may vá, hai thước nhuộm màu xanh, hai thước chưa nhuộm, rõ ràng là để làm đạo bào và quần áo trong. Mẫu thân tỉnh lại, sức khỏe dần tốt lên, quý anh anh yên tâm, nàng không khỏi tự hỏi, thịnh phong trạch đã trở về Nam Chiếu chưa? Triệu tu duyên bị hắn đánh ngất xỉu trong núi, hắn còn dám trả thù gia đình nàng nữa không? Khi có việc để làm, thời gian trôi qua thật nhanh. Tại sao lại bắt nàng ở lại trên núi? Quý anh anh không hiểu, nhưng hoa thanh đạo sĩ sẽ không để nàng ở lại đây mãi. Nàng tin rằng ông có lý do cho việc này. Dần dần, nàng bắt đầu thích sự yên bình và tự do ở đây. Chương 167 Quý anh anh và Lăng Nhi không leo lên dốc đi vào khu rừng cây kia, mà dạo quanh một vòng thung lũng nhỏ. Đầu xuân, thực vật mọc lên tươi tốt, nàng tìm được rất nhiều cây và khoáng thạch có thể dùng để nhuộm màu. Khi cảm thấy nhàm chán, nàng nhanh chóng chích nước lá để pha thuốc nhuộm, trải qua những giờ phút vô cùng vui vẻ. Cho đến khi Lăng Nhi nhắc nàng. Nương tử, hôm nay là ngày Dương Đại Lão Gia thất thất xuất tấn. Quý anh anh là Dương Đại Lão Gia đầu thất ngày hôm sau lên núi, không nhận ra rằng nàng đã ở trong núi suốt một tháng. Ngày đầu thất đó, dương tĩnh uyên không có ở dương gia hôm nay là ngày đưa tang phụ thân hắn liệu hắn có xuất hiện không nhưng hoa thanh đạo sĩ thường gửi thư cho quý thị và mang theo đồ ăn mỗi vài ngày hôm nay lại không có tin tức quý anh anh không hiểu chuyện gì nhưng nàng chắc chắn rằng ở dương gia có chuyện gì đó đã xảy ra từ hoàng hôn trong núi bắt đầu mưa chủ tớ hai người sau khi ăn cơm xong đốt đèn và may áo cửa gỗ bỗng bị gõ nhẹ Tiếng gõ cửa nhẹ gần như bị tiếng mưa rơi che lấp. Quý anh anh ngẩn người, nghe thấy giọng của Dương Tĩnh Uyên ngoài cửa. "Sư phụ." Nàng vội vàng buông áo xuống và chạy ra mở cửa. Dương Tĩnh Uyên mặc một chiếc áo gấm đen và đội nón đứng trước cửa, tay cầm một cái bao. Hắn gầy đi nhiều, ngũ quan càng rõ nét. Thấy Quý anh anh mở cửa, hắn giật mình lùi lại một bước. Dưới mái hiên, mưa rơi vào chiếc nón gấm của hắn làm chân châu rơi xuống. Khi hắn lùi lại, chiếc nón mở ra, lộ rõ bộ đồ tang trắng bên trong. Màu trắng và đen trên người hắn tạo ra một cảm giác cô đơn. "Sao ngươi lại ở đây?" Dương Tĩnh Uyên bình tĩnh hỏi. Sau khi người Dương gia rời đi, hắn cùng Thư Tiên Sinh đi tí bái phụ thân. Trước khi rời Ích Châu, hắn không đến gặp quý anh anh mà lên núi chào từ biệt sư phụ. Trong kế hoạch ban đầu, hắn định sau khi xuống núi vào ngày mai sẽ đi gặp nàng. Thưa tiên sinh cho hắn hai ngày, hắn muốn giữ lại đến khoảnh khắc cuối cùng. Hắn sợ mình không thể quyết tâm được. Môi quý anh anh run lên, mắt đỏ hoe, chạy về phía hắn. Dương tĩnh uyên chưa kịp phản ứng thì quý anh anh đã nhào vào ngực hắn, ôm chặt. Tam lang, người đã đi đâu? Ban ngày, hắn học văn với thưa tiên sinh, buổi tối ngồi canh gác trên tường cho hai huynh trưởng mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ ngắn ngủi dương tĩnh uyên không trả lời đóng nón lại che mưa rơi trên người nàng hắn làm sao có thể nói với nàng được sư phụ đoán được hắn rời nhà nên trước đến chào từ biệt mới hết sức giữ nàng lại đây nếu nàng ở nhà hắn chỉ có thể leo tường gõ cửa sổ nhớ lại những lần leo tường tìm nàng dương tĩnh uyên buồn bã như mưa khi đó dương tam lang như là chính mình ở kiếp trước hắn rốt cuộc không thể tìm lại được. Người cũng không đến nhà ta tìm ta. Quý anh anh hiểu ra, nói trong ủy khuất. Ta vốn định đêm mai sẽ đến tìm ngươi. Vậy sao? Quý anh anh đáp nhẹ, nhớ tới hắn đang để tang, mặt nàng hơi nóng lên. Nàng buông tay, eo thon căng lại, dương tĩnh uyên ôm chặt nàng. Nàng nằm yên trong ngực hắn. Định mệnh để hắn gặp nàng ở đây, cho cuộc chia ly cuối cùng tới muộn một chút hắn còn có thể hưởng thêm một ngày hạnh phúc. Trời mưa càng nặng hạt, nón che ánh sáng, ngăn mưa và gió lạnh. Quý anh anh chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như bây giờ. Nàng thấy hắn dựa túi thơm nàng tặng ở ngực, ngửi mùi hương hoa đào quen thuộc từ ngực hắn, nàng không khỏi mỉm cười. Bên ngoài mưa lớn, nương tử, dương lang quân, các ngươi vào nhà nói chuyện đi. Lang nhi cười gọi, thu thập đồ thiêu, rồi quay người đi về phía tây xương giọng của nàng làm hai người tỉnh giấc. Dương Tĩnh Uyên cúi đầu nhìn Quý Anh Anh một cái, rồi ôm nàng vào phòng. Hắn đặt bao đồ lên bàn, tháo nón mưa ra, thấy Quý Anh Anh vẫn ngây ngốc đứng nhìn, hắn cảm thấy ấm áp, nhẹ nói. Ta đói bụng, ơ oh. ô. Quý Anh Anh chợt tỉnh, cao giọng gọi Lăng Nhi, rồi chạy ra ngoài. Hắn đứng ở cửa, nhìn không rời mắt Quý Anh Anh và Lăng Nhi đang bận rộn trong bếp ngọn lửa từ bếp phản chiếu qua màn nước mưa trong suốt nàng mặc một chiếc áo nhỏ màu xanh lá cây váy trắng tóc buộc bằng một cây châm bạc trong ký ức của hắn quý anh anh thích những bộ quần áo rực rỡ hắn từng thấy nàng mặc màu hồng hoa đào đỏ thạch lựu hồng phấn vàng nhạt nay nàng mặc đồ giản dị như vậy chờ hắn là vì hắn đang để tang quý anh anh ngẩng đầu nụ cười của nàng làm đêm mưa trở nên tươi sáng hơn Dương Tĩnh Uyên trong lòng đau nhói, nàng chưa biết rằng tối mai hắn sẽ cùng Thư Tiên Sinh rời Ích Châu. Ba năm sau, nàng sẽ thành thiếu nữ 19 tuổi chưa chồng. Bắt nàng chờ đợi hắn, liệu có công bằng với nàng không? Tam lang, còn cơm thừa, ta sẽ làm canh rau cơm. Mau vào phòng. Quý anh anh tự tay bưng khay, đi về phía hắn. Cơm thừa được nấu với canh rau mềm nhũn, bên trên phủ một lớp thịt khô. Thịt khô cắt mỏng, thịt béo long lánh, thịt nạc đỏ tươi. hắn dùng đũa khuấy nhẹ, hơi nóng bốc lên. bên dưới có hai trứng trắng. thức ăn kèm là muối, củ cải lộ ra màu hồng phấn dưới dầu vừng. hắn bới một muỗng, hơi nóng phả vào mắt. hắn cúi đầu thấp hơn, ăn ngấu nghiến. quý anh anh lo lắng. người ăn từ từ, đừng nóng vội. hắn cảm thấy nóng lòng, tâm hồn hắn được nàng sưởi ấm. phụ thân qua đời, di nương tự sát mẹ cả muốn giết hắn. Dương Tĩnh Uyên đột một vươn tay, nắm lấy tay nàng. Quý anh anh sững sờ, nhìn hắn im lặng ăn từng miếng lớn, rồi nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên tay hắn. Một bát canh rau cơm nhanh chóng được hắn ăn hết sạch. Nàng định đứng lên rót nước cho hắn, nhưng Dương Tĩnh Uyên không buông tay. Môi hắn động đẩy, nhưng lại mím chặt. Hắn đẩy những lời hư khó nói, nhưng không thể thốt nên lời quý anh anh cố ý cười nói buông tay đi ta sẽ không chạy đâu ta sẽ lấy cho người chậu nước nóng để rửa mặt dương tĩnh uyên đứng lên dắt nàng lấy cây dù giấy vẽ từ trên tường ta sẽ đi rửa ở phòng bếp quý anh anh nhìn trộm bàn tay bị hắn nắm rồi khẽ mỉm cười nàng vô cùng cảm kích hoa thanh đạo trường nếu không còn ở nhà hắn nhiều nhất chỉ lén vào phòng ngủ của nàng tránh người để trò chuyện với nàng biết rằng hắn đang chịu tang, nhưng nàng vẫn thích. Khoảnh khắc thân mật này làm tan biến sự ngăn cách và lạnh nhạt giữa hai người, chỉ còn lại những tình cảm sâu đậm không nói thành lời. Dương Tĩnh Uyên quen thuộc tìm chậu gỗ, múc nước từ bể cá và nồi, rồi úp mặt vào dừa. Có khăn trong phòng, để ta gọi Lăng Nhi đi lấy. Dương Tĩnh Uyên ngừng mặt lên, không ngần ngại dùng tay áo lau đi. Không cần. Quý anh anh liếc mắt nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi những giọt nước nhỏ trên cằm hắn. Tay áo ngươi ướt hết rồi. Nàng chăm sóc hắn cẩn thận như chân bào trong tay, nàng càng chăm sóc như vậy, Dương Tĩnh uyên càng khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn, thịt khô đều bị ngươi ăn sạch, ngày mai còn có thịt ăn không? Quý anh anh tính toán một chút. Cứ mỗi ba ngày, sẽ có đạo đồng mang đồ ăn đến khu rừng ngoài. Sau thiên tài sẽ đến. Có lẽ thịt và trứng gà này là do hoa thanh đạo trưởng tự chuẩn bị. Ông ấy không ăn mặn. Thật kỳ lạ. Ngày mai ta sẽ đi lấy. Dương tĩnh uyên che dù, dắt tay nàng đi về phía nhà chính, đột nhiên thêm một câu. Dẫn ngươi đi cùng. Tốt, ta đã chán nản lắm rồi. Nhưng sau đó ta sẽ tìm thuốc nhuộm quanh đây, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 168. Khi trở về nhà quý anh anh thấy hắn không chịu buông tay, đành phải keo hắn vào phòng ngủ, lấy ra bao đồ đã mang về, rồi trải xiêm y ra đầy giường chút. ngày thất đầu của cha ngươi, ca ca đến dương gia phúng viếng và mang về cho ngươi mấy thứ này, nhưng không thấy ngươi. ngươi có muốn thử không? bên trong bao gồm quần áo, hai đôi hài và một đôi tất. quần áo làm từ lụa trắng và lụa xanh, hài là loại giày đế đen và thân bọc vải. Dương Tĩnh Uyên kéo nàng vào lòng nói nhỏ không cần thử chắc chắn rất vừa nàng bị hắn ôm chặt vào ngực không thể thấy được mặt hắn dương tĩnh uyên rơi nước mắt hắn làm sao có thể nói với nàng đây hắn đưa tay tắt ngọn đèn ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu lập tức bị dập tắt ta ở lại canh giấc cho ngươi được không ta kể cho ngươi nghe chuyện hồi ta còn nhỏ nhé hắn buông tay cúi xuống cầm bao đồ đựng xiêm y đặt lên bàn thấp được quý anh anh cởi giày lên giường kéo chăn mền đắp kín. Biết rằng hắn có chuyện trong lòng, nhưng nàng không muốn ép hắn nói ra. Dương Tĩnh Uyên ngồi trên giường trúc, không kìm được lại nắm tay nàng. Lúc năm tuổi, gia đình mời võ sư dạy ta, thực sự bái sư hoa thanh đạo trưởng khi 12 tuổi. Trong 6 năm đó, hắn chỉ làm một việc tốt cho ta. Việc gì vậy? Dương Tĩnh Uyên mỉm cười. Chính là để ngươi ở đây chờ ta. Quý anh anh thốt lên. Thật sao? hắn hư hỏng vậy ư ta nhớ rồi ngày đầu tiên lên núi tìm ngươi gặp đạo trưởng liền bị sai làm cơm dọn dẹp phòng còn phải tưới cây thuốc cho hắn hắn cũng sai ngươi như vậy sao cái bếp đó chính là ta chặt gậy trúc làm cái trại trúc đó ta cũng tự làm khi bếp xây xong hắn bắt ta thổi lửa nấu cơm cho hắn ăn ta biết nhóm lửa nấu cơm ở đâu chứ sau đó mua một bao tải dược liệu hắn cần hắn mới cho đạo đồng nấu cơm dạy mỗi môn võ nghệ đều phải cò kè mặc cả với hắn. Dương Tĩnh Uyên run giọng nói, giọng đầy vẻ oán hận đạo sĩ. Quý anh anh cảm thấy hắn có tình cảm rất sâu với đạo sĩ. Có lẽ, sự oán hận này cũng là cách để chốt bớt, giúp hắn không nghĩ về Dương Đại Lão Gia và Liễu Di Nương. Nhưng ta cũng học được một món ăn, ngày mai ta sẽ làm cho người ăn. Dương Tĩnh Uyên dần bình tĩnh lại, nhìn quý anh anh dịu dàng nói. Ngủ đi, sáng mai ta sẽ đánh thức ngươi quý anh anh kéo tay hắn. người sẽ không lại biến mất mà ta không tìm thấy nữa chứ? không đâu, ta sẽ ngủ ở giường trúc nhà chính. nghe lời hứa của hắn, quý anh anh yên tâm nhắm mắt lại. giường tĩnh viên xoay người ra ngoài, đóng cửa phòng lại. cửa nhà chính mở ra, hắn bước ra, túi sách của hắn để bên cạnh bãi trúc phơi dược liệu. bao đồ to như vậy, lại có cả kiếm, quý anh anh chắc chắn đã thấy. nàng không hỏi hắn câu nào nàng cũng không hỏi hắn đã đi đâu khi không có ở Dương gia Dương Tĩnh Uyên nhìn những giọt mưa nhỏ từ mái tranh rơi xuống lòng đầy rằng xế nếu hắn có thể bình an trở về nhất định sẽ cưới nàng nhưng Thưa Tiên sinh đã nói với hắn đau thương vô tình hắn có thể chết hoặc tàn phế chuyện ngày mai để mai tính Dương Tĩnh Uyên thở dài sau một đêm mưa không khí trong núi trong lành mang theo hương thơm của bùn đất ẩm ướt một tia nắng chiếu qua cửa sổ quý anh anh mơ màng nhớ đến dương tĩnh uyên nàng bừng mở mắt dương tĩnh uyên ngồi trước giường không chớp mắt nhìn nàng hắn không đi quý anh anh cười rạng rỡ chào buổi sáng chào buổi sáng dương tĩnh uyên mỉm cười thay quần áo đi ta dẫn ngươi ra ngoài hắn mặc chiếc áo vải đay xám đơn giản lần đầu thấy hắn mặc đồ đơn giản như vậy quý anh anh ngạc nhiên quần áo vải thô mà ngươi mặc cũng đẹp thật, đúng là chuyện lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng khen hắn đẹp trai. Nghĩ lại về Dương Tam Lang với quần áo lộng lẫy, châm hoa to, Dương Tĩnh Nguyên cảm thấy bình thường. Một món cẩm y có thể trị giá trăm lượng bạc, hắn chưa từng nói với nàng, biệt huyền, điền trang và cửa hàng mà cha để lại, hắn đều để lại trong thư phòng của đại ca. Hắn lén trở về lấy thanh kiếm cha tặng sinh nhật 18 tuổi. Ngoài ra không mang theo thứ gì khác. Quần áo hắn đang mặc là do thư tiên sinh mua, hiện tại hắn mặc bộ quần áo cũ học võ trên núi. Hắn từng nói với nàng, Dương gia giàu có, nhưng hiện tại hắn không có tiền. Ta sẽ đợi ngươi ngoài sân. Khi Dương Tĩnh Uyên ra ngoài, Quý anh anh ôm chăn mền lẩm bẩm. Được rồi, hắn không nói thì ta không hỏi. Nàng thay quần áo, búi tóc nhanh chóng rồi đi ra ngoài để lại lăng nhi ở nhà dương tĩnh uyên đeo giò trúc bên hông lấy cung tiễn từ trên tường rồi dẫn quý anh anh theo khe núi đi đi không xa phía trước khe núi có một thác nước nhỏ người đã từng ăn ếch đá chưa loại này dương tĩnh uyên chỉ vào một con ếch nằm trên đá nói xấu thế này ăn được sao ếch đá trông giống con cóc to bằng bàn tay người trưởng thành da màu nâu đen không chú ý con tường là tảng đá dương tĩnh uyên cười nhiều thịt hơn chim bìm bịp hương vị rất ngon ta sẽ nướng ngươi sợ không quý anh anh gan dạ lắc đầu không sợ dương tĩnh uyên kéo eo nàng nhảy lên tảng đá bên bờ đầm bắt đi thật không nàng không sợ nhưng không phải là bắt tay vào bắt quý anh anh tròn mắt ngươi bảo ta bắt ngươi nói không sợ mà thử xem rất vui dương tĩnh uyên giả vờ cầm tay nàng hướng về con ếch không cần, trơn lắm, ta không cần. Quý anh anh hoảng hốt rút tay về, đá trơn, nàng dẫm trượt và ngã ngửa ra sau. Dương tĩnh uyên cười lắc đầu, kéo nàng lại. Miệng gây rắc rối. Quý anh anh bật thốt lên. Ngươi nói sẽ không để ta tìm ngươi mà không thấy. Tại sao không nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu? Dương tĩnh uyên khom lưng bắt con ếch, ném vào giỏ trúc, rồi kéo nàng lên bờ. Ngươi chờ, ta sẽ bắt thêm vài con, hôm nay sẽ có thịt ăn. Nhìn hắn nhanh nhẹn bắt ếch cạnh đầm, Quý anh anh hối hận. Rõ ràng nàng đã quyết không ép hỏi hắn, nhưng nàng rất sợ hắn lại biến mất lần nữa. Hắn không nói gì về hôn sự, chẳng lẽ muốn từ hôn? Nàng bắt đầu hoảng loạn, nhớ lại tối qua hắn nắm tay không buông, có phải vì hắn muốn đi, nhưng không nữa. Dương Tĩnh Uyên ném con ếch cuối cùng vào giỏ trúc, ngồi xổm trên đá rửa tay. Quý anh anh biết tính hắn, thế nào cũng phải nói rõ hắn cắn răng đứng lên nói. Anh anh, ta không muốn chỉ hoãn ngươi. Đồng thời, quý anh anh cũng nói. Ta sẽ chờ ngươi. Hắn thật sự muốn từ hôn. Quý anh anh cắn môi, lớn tiếng. Ta sẽ chờ ngươi ba năm. Dương tĩnh uyên nhảy đến bên nàng, chậm rãi nói. Ta muốn đi nhập ngũ, chiến trường đao kiếm vô tình. Có lẽ ta sẽ chỉ hoãn ngươi cả đời. Và ta không trở về làm Dương Tam Lang như trước nữa. Hiện tại ta không có tiền. Người nghĩ ta muốn làm dương gia tam thiếu phu nhân sao? Quý anh anh ôm eo hắn, nói nhỏ. Tam lang, người đối xử tốt với ta, ta muốn gả cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ trở về bình an, và vui vẻ cưới ta. Trời cao còn công bằng với hắn, mất cha và di nương, không còn nhà đó nữa. Hắn còn có quý anh anh, có thư tiên sinh. Dương tĩnh uyên nâng mặt nàng, nghiêm túc nói. Được. Chương 169 Trong mắt của quý anh anh Dương Tĩnh Nguyên vẫn là kẻ sống an nhàn sung sướng, ăn chơi chắc táng. Suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lồng, niềm vui lớn nhất của hắn là tụ tập bạn bè, uống rượu vui đùa, tìm kiếm kích thích để giải trí khi nhàm chán. Khi thấy hắn mặc áo vải thô, khuôn mặt vẫn tuấn lãng như xưa, nàng cảm thấy hắn dường như đã trở thành một người khác. Quý nhị nương trước mặt ta hung hãn như con cọp cái. Sao hôm nay lại biến thành con thỏ ngoan ngoãn như vậy? thật kỳ quái. Dương Tĩnh Nguyên tự nhủ, tay không ngừng rửa sạch và bóc vỏ ếch, rồi ướp gia vị và bọc lại bằng lá chuối. Hắn giả bộ bị Quý Anh Anh nhìn chằm chằm không chịu hợp tác, nhưng không thể che giấu nụ cười đắc ý hiện lên trên mặt, cố gắng đến mấy cũng không nhịn được. Quý Anh Anh như cái đuôi nhỏ, luôn theo sát phía sau hắn. Hắn hái hồi hương trong vườn thuốc để nướng ếch, nàng cũng theo sau, không rời nửa bước. Khi hắn từ trong phòng mang chậu than ra, nàng đứng ở cửa nhìn hắn. Hắn ướp gia vị và bọc ếch bằng lá chuối, nàng ngồi bên cạnh bàn đá, chống cằm nhìn hắn chằm chằm. Dương Tĩnh Uyên nhìn về phía bếp, thấy Lăng Nhi đang ngồi quay lưng về phía họ, nhóm lửa trước bếp lò. Hắn quay đầu lại thật nhanh, hôn lên má Quý Anh anh một cái. Khi nàng trừng mắt nhìn lại, hắn liền khiêu khích bĩu môi lần trước hắn không kiềm chế được đã ôm nàng, bị nàng tát một cái làm trái tim như bị vùi trong tuyết. Hôm nay ngươi đánh ta đi. Quý anh anh chỉ chừng mắt nhìn hắn một cái, rồi bối rối nhìn về phía bếp. Thấy lăng nhi không phát hiện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Giữa ban ngày ban mặt, lại còn có người ở bên cạnh, mà hắn cũng dám ôm nàng. Dương tĩnh uyên cười hì hì, đưa mặt lại gần. Tên vô lại. Quý anh anh xấu hổ đẩy mặt hắn ra, thấp giọng cảnh cáo. Đàng hoàng một chút, làm việc đi. Thì ra nàng chỉ là con cọp giấy, Dương Tĩnh Uyên liền nở nụ cười. Nhớ lại ngày đó hắn không kiềm chế được muốn gặp nàng, leo tường nạy cửa sổ, lạnh cóng như chó. Còn bị nàng ghét bỏ, bây giờ nghĩ lại thấy không khổ cực chút nào. Hắn đặt chậu than lên, treo gói lá chuối bọc ếch trên lửa để nướng. Tính toán thời gian, hắn đứng lên. Ta muốn ra suối rửa tay, cái đuôi nhỏ, đi cùng không? Ta cũng muốn rửa tay, ngươi đi cùng không? Quý anh anh nghiêng đầu đi về phía khe nước sau nhà, trong lòng như con thỏ nhỏ, nhảy lên nhảy xuống. Khi đi vòng qua sau nhà, nàng đột ngột quay đầu lại, chỉ vào cánh tay Dương Tĩnh Nguyên. Ngươi muốn làm gì? Dương Tĩnh Nguyên cười, kéo nàng vào lòng, cúi đầu tìm đôi môi của nàng. Cha ta biết hắn có được một nàng dâu tốt như vậy chắc chắn sẽ rất vui hắn chắc chắn sẽ không trách ta hắn hiểu rõ ta nhất chỉ cần ta sống tốt đó là hiếu thuận lớn nhất hắn chưa bao giờ nghiêm túc ôm nàng lần đầu tiên ở bên hoán hoa khê đó là ngoài ý muốn bây giờ hắn vẫn nhớ cảm giác đôi môi nàng sát qua má khi nàng quay mặt đi da nàng trắng mịn như quả đào tay bên cạnh mềm nhẹ chạm vào bằng môi mà không cắn đến nay hắn vẫn nhớ mãi không quên nàng làm bẩn con ngựa trắng của hắn hắn cố ý chọc tức nàng, mạnh mẽ ôm nàng. Hắn đã quên cảm giác thế nào, chỉ nhớ mùi hương hoa đào ngọt ngào thoảng qua chóp mũi. Hắn đã hôn lên môi nàng, nàng bất ngờ không đề phòng, sững sờ khi đôi môi mềm mại bị hắn chạm vào. Thực ra hắn còn căng thẳng hơn nàng, hắn chỉ biết rằng máu trong người như đang trào lên, nếu không tiếp tục hôn hắn sẽ không chịu nổi. Môi nàng nhẹ nhàng và mỏng manh, khuôn mặt không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay hắn. Dương Tĩnh Uyên trong lòng lặng lẽ nói với phụ thân, "Tha thứ cho con, đêm nay con phải rời xa nàng." Hắn ngẩng đầu lên, ôm nàng vào ngực, xa xa rừng núi xanh tươi, mùa xuân mới xanh tươi trên từng nhánh cây. Màu sắc đan xen, được ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. "Ta hẹn gặp thư tiên sinh giờ tí ở thành Bắc, anh anh" ta nhờ tang thập tứ giúp đỡ ngươi. Nếu gặp khó khăn, ngươi hãy tìm hắn. Ba máy cách ích châu cũng không xa, hơn 300 dặm, ta có rảnh sẽ về thăm ngươi. Nếu triệu tu duyên dám quấy rầy ngươi, ngươi không ứng phó được hãy tìm tang thập tứ. Dương tĩnh uyên nhẹ nhàng nói, cười ung dung. Hiện tại ta thật vô dụng, có chuyện gì chỉ có thể dựa vào ngươi và nhờ tang thập tứ giúp đỡ. Quý anh anh ôm eo hắn, lắc đầu mạnh mẽ nàng không ngờ chia tay lại nhanh như vậy, chỉ trong đêm nay. Nàng tưởng rằng còn có thể ở bên hắn thêm vài ngày. Ngươi đi ba máy làm gì? Làm lính sao? Thư tiên sinh là ai? Ta nghe nói trong quân doanh người ta hay bắt nạt tân binh. Ngươi chịu được sự quấy rối của người khác sao? Sau 18 năm ương ngạnh, đột nhiên muốn đi làm một tên lính quen. Sự lo lắng cho hắn đã làm tan biến nỗi buồn chia tay của quý anh anh. Có tiền đi khắp thiên hạ, không tiền nửa bước khó đi. Hắn không có tiền bạc để hiếu kính thủ trường, liệu có bị người khác làm khó không? Khi ta đến Thanh Thành tìm ngươi, mang theo 20 lượng riêng tư. Trong nhà còn có 50 lượng. Dương Tĩnh Uyên đặt tay lên miệng nàng. Thư Tiên sinh là bạn cũ tốt của phụ thân, sẽ không bạc đái ta. Tham gia quân ngũ có ăn có uống còn có bổng lộc. Không cần lo lắng cho ta, những bộ xiêm y ngươi làm cho ta vừa vặn cần dùng đến hắn thấy khóe mắt nàng ướt lệ, liền cúi xuống lau đi. Ngươi sẽ không trách ta khi đã trả lại sản nghiệp của phụ thân cho Dương Gia chứ? Quý anh anh lắc đầu, nàng không kiềm được hỏi. Có phải, liên quan đến Liễu Di Nương không? Dương Đại Lão Gia qua đời, có thể nói là lớn tuổi. Nhưng buổi tối hôm đó Liễu Di Nương tự sát Tuấn Phu. Người khác cho rằng nàng đối với Đại Lão Gia tình thâm, sẽ không hoài nghi. Dương Tĩnh Uyên không lấy một xu rời khỏi Dương gia, quý anh anh liền nghi ngờ cái chết của Liễu Di nương có điều kỳ quặc. Di nương là tự sát? Mẫu thân ta nuôi ta 18 năm, khi phụ thân mất, nàng không tha cho Di nương, cũng không tha cho ta. Anh anh, ta sẽ không trở về Dương gia nữa, ta không còn là Tam lang quân của Dương gia trước đây. Tương lai, chúng ta sẽ có nhà riêng của mình. Quý anh anh khẽ gật đầu. Nương tử, cơm chín chưa? tiếng của Lăng Nhi vọng từ phía trước nhà. Dương Tĩnh Uyên nắm tay nàng đi về. Không phải là đến rửa tay sao? Ta còn chưa rửa tay mà. Quý anh anh cố ý nói to. Dương Tĩnh Uyên cúi đầu cười nói. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Rõ ràng kéo ta đến đây để tránh Lăng Nhi và định làm điều gì đó với ta. Ai làm điều gì với ai đây? Nghĩ đến hắn vẫn đang chịu tang. Trước khi làm điều gì đó còn hướng về phía Dương Đại Lão ra cáo lỗi quý anh anh bĩu môi nhịn cười làng nhì cố ý để lại không gian cho hai người sau khi dọn thức ăn lên bàn đá nàng mang phần của mình vào trong phòng dương tĩnh uyên bóc bỏ lớp lá chuối nướng vàng con ếch trắng như tuyết bốc lên hơi nóng hắn lấy một con dụ bớt gia vị rồi đặt vào chén của quý anh anh ăn đi thịt tươi mới vào miệng tan ngay quý anh anh khen không ngớt nàng thấy dương tĩnh uyên chỉ ăn măng không ăn thịt ếch cũng không ăn trứng xào, bỗng hiểu ra. Hắn giữ đạo hiếu nên bỏ thức ăn mặn. Nhưng tối qua hắn rõ ràng đã ăn hết bát canh rau nàng nấu, cả thịt khô trứng trần nước sôi cũng ăn sạch. Dương tĩnh huyên lại mở gói lá chuối, gắp chân ếch béo mập đặt vào chén nàng. Ta muốn ăn một bữa cơm gia đình, cha ta và di nương sẽ không trách ta đâu. Nước mắt lan dài rơi vào chén rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở dương gia khiến hắn phải rời nhà trốn đi. Lại làm ngươi khóc rồi, ta không ngờ ngươi lại là người mít ướt. Dương tĩnh Uyên cười nói. Quý anh anh lau nước mắt, giơ chân ếch lên. Ai nói ta hay khóc, sau này ta sẽ ăn nhiều thịt, ăn luôn phần của ngươi. Dương tĩnh Uyên cười ha ha. Được rồi, ăn hai phần, dưỡng mập, ừm hử, dưỡng mập để làm gì? Quý anh anh chừng mắt nhìn hắn dương tĩnh uyên cười mà không trả lời quý anh anh mặt lập tức đỏ bừng nếu lúc chia tay có thêm một chút tươi cười liệu có phải sẽ nhiều thêm ngọt ngào ít đi ưu tư dương tĩnh uyên biết rõ nàng lo lắng hắn sẽ chịu khổ khi ở ngoài tham gia quân ngũ không chỉ cần sức khỏe mà còn cần sự cẩn trọng và mưu trí hắn tin rằng mình có thể làm được anh anh đừng lo lắng ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ Ta sẽ cố gắng hết sức để trở về sớm." Quý anh anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trước khi rời đi, hắn nắm chặt tay nàng, hứa hẹn: Người nhất định phải chờ ta." Quý anh anh nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, lòng tràn ngập lo lắng và thương nhớ. Chương 170. Tử Nhi, đem chậu gốm qua đây, nương tử cần thuốc nhuộm." Tử Nhi chạy tới, lớn tiếng gọi. Tử Nhi xoay người dùng sức vỗ lên tấm vải phơi nắng bất mãn nói hầu hạ tiểu nương tử nghĩ mình là chủ tử sao trước kia có khác gì tam gậy đánh không ra một tiếng kêu dù thấy tử nhi nhàn rỗi nàng vẫn giả vờ không nghe thấy tường nhi cắn môi nhớ tới lăng nhi thường được nương tử khen ngợi vì chăm chỉ nàng cũng muốn giúp nương tử lấy hết dụng khí nàng đến trước mặt tử nhi tử nhi ta và ngươi cùng nhau đem chậu gốm qua nhé Tử Nhi liếc nàng, rồi mạnh tay với tấm vải. Không thấy ta đang bận sao? Sau lễ nhị long sĩ đầu tháng 2, công việc ở các phường nhuộm và phường đan đều rất bận rộn. Năm nay, phường hoán hoa nhuộm vải xanh lá cây không đủ cung cấp. Tưởng chừng là chuyện tốt, nhưng rồi tổng quản từ phủ tiết độ sứ đến, nói tiết độ sứ ra lệnh nhuộm thêm một nghìn thất lục bố làm cống phẩm, với giá còn thấp hơn giá thành. Rõ ràng là lỗ vốn, nhưng không dám không nhuộm. Vì là cống phẩm, khách hàng đặt hàng trước phải chờ. Ngoại trừ quý thị, không ai đến phường nhuộm làm việc. Trương Tứ Nương thì bận rộn kiểm hàng nhập kho, phường nhuộm lúc nào cũng gấp rút. Tường Nhi tìm quanh, chỉ thấy Tử Nhi đang nhàn rỗi với tấm vải phơi khô, là người nhàn rỗi nhất. Từ trước đến nay, Tương Nhi không cãi lại được Tử Nhi, chậu gốm thì nặng và chịu. Nàng nhỏ nhẹ cầu xin Tử Nhi. Tử Nhi tỉ tỉ, ngư giúp một tay là tốt rồi giúp một tay, tử nhi quay người lại, tường nhi xoay xe đẩy, cẩn thận đỡ chậu gốm, định đặt nó lên xe. chỉ cần tử nhi giúp một chút là được. tử nhi không thèm đỡ, nhìn tương nhi cố gắng đẩy chậu gốm lên xe. đột nhiên nàng buông tay, chậu gốm lùi lại, tường nhi hét lên một tiếng, không đủ sức ngăn cản, chậu gốm lăn xuống và vỡ trên bậc thang. ngươi, sao ngươi lại buông tay? tường nhi gấp đến mắt mắt đỏ hoe. Gọi là ta buông tay. Rõ ràng ngươi buông tay trước. Tử Nhi khinh bỉ chỉ tương nhi, mắng. Ngươi còn muốn vu oan ta. Nói rồi vén tay áo, tát một cái. Một tiếng tát vang lên, nỗi ghen ghét trong lòng nàng bộc phát, sảng khoái vô cùng. Đừng tưởng đi theo nương tử mà uy phong, cũng chỉ vụng về như trước thôi. Câm miệng. Quý anh anh từ xa nhìn thấy rõ ràng, bước tới, nhìn tương nhi đang ôm mặt khóc, nói. Khóc cái gì mà khóc, ngươi đến đây để hầu hạ ta việc này vốn là tử nhi phải làm bị người khi dễ mà chỉ biết khóc sao nương tử rõ ràng là lỗi của nàng tử nhi cãi lại muốn cáo trạng ta đều thấy hết quý anh anh không muốn đôi co quay đầu gọi quý ma ma ngươi tới đây quý ma ma bước nhanh tới thấy chậu gốm vỡ nổi giận tử nhi đi giặt sạch tấm vải đỏ kia không ai được giúp ngươi tiền hư hại trừ vào lương tháng của ngươi Tử Nhi mặt đỏ lên, không dám cãi lại, thấy Quý Anh Anh cùng Tương Nhi mang chậu gốm khác lên xe, đẩy về phía phòng nhuộm, nước mắt nàng rơi lã trá. Quý Mama lạnh lùng nói, Tương Nhi hầu hạ nương tử, việc này không phải là nàng phải làm, nàng giúp ngươi làm xong thì ngươi được thưởng, làm sai thì ngươi chịu phạt. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà nhà đầu mốc đó được hầu hạ nương tử? Dựa vào cái gì nương tử lại che chở nàng? Tử Nhi khóc cần giò chốc từ vạc mò ra vải đã nhuộm tốt, đi về phía bờ sông. Nàng ném vải vào nước sông, màu đỏ từ từ lan ra, thấm vào mắt tử nhi. Nàng nghiến răng nói, một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi phải ngước nhìn ta. Cảm ơn nương tử đã che chở nô tỳ. Tường nhi nhỏ giọng nói lời cảm ơn quý anh anh. Lần sau nhớ, tình ngay không sợ chết đứng, đánh trả lại. Tính tình ngươi mềm yếu, giúp ta chân chạy truyền lời cũng không ai nghe quý anh anh tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn nàng. Hai người dùng sức dẫm chân, gậy gỗ đè xuống vải, nước nhuộm từ hoa hồng chảy vào chậu gốm. Nàng dẫm đạp máy móc, ánh mặt trời từ cửa sổ cao phòng nhuộm chiếu vào. Đầu năm trước, nàng dùng loại hoa hồng này để nhuộm yên cho ngựa trắng của Dương Tĩnh Nguyên. Hắn đứng bên, tức giận đến lông mày dựng ngược, bắt nàng lên ngựa chạy xa. Hắn đi gần một tháng, không biết sống tốt không nói khi nào dàn xếp xong sẽ viết thư về. Chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng lặng lẽ bỏ 20 lượng bạc vào túi hắn. Trước đây hắn muốn nghe nàng nói chuyện, tiện tay ném đến đều là 50 lượng nguyên bảo. Trong mắt quý anh anh đầy thổn thức. Nương tử, không ép ra thuốc nhuộm. Tường nhi thấy thuốc nhuộm chảy qua ống trúc đã khô, vội nhắc quý anh anh. Trong chậu gốm có đậu xanh phấn, nước nhuộm bị hấp thụ vào phấn, lần sau muốn màu đỏ thuốc nhuộm, có thể nhiều lần sử dụng. Quý anh anh nhảy xuống bàn đạp, cười nói, quay lại bảo người thu dọn. Nàng giải tay, duỗi cánh tay, bận rộn đến trưa, có chút mệt mỏi, trở về phòng rửa mặt, nàng dặn Tương Nhi đi trước ăn cơm, rồi mang theo Lăng Nhi đi chính phòng. "Nương, buổi trưa ăn gì? Ta chết đói rồi." Nàng vui vẻ la lớn khi bước vào. Quý thị và Trương tứ nương tính toán sổ sách đến trưa, tinh lực kiệt quệ nàng ý bảo Lý Mama thu sổ sách, cười nói. Chị dâu ngươi đã bảo phòng bếp hầm món ngươi thích, chờ ca ca ngươi đến rồi ăn cơm. Như Thịnh Phong Trạch nói, quý thị dùng xong thuốc liền tỉnh lại. Sắc mặt tốt hơn, nhưng thân thể vẫn không bằng trước kia. Đôi khi quý anh anh nghĩ, có lẽ chậm 3 năm xuất giá là tốt, nàng có thể giúp gia đình. Như tiết độ sứ yêu cầu một nghìn thất lục bố làm cống phẩm với giá thấp hơn giá thành. Nếu Dương Đại Lão Gia chưa qua đời, nàng còn hơn một tháng nữa mới xuất giá, gia đình cũng không giúp được gì. Nương, dù sao con cũng phải đợi Tam Lang chịu tăng xong mới xuất giá. Sao không lấy trước số vàng đó để bổ sung gia dụng? Sau này con sẽ trả lại. Trước đây Dương Thạch Thị đã đưa một ngàn lượng vàng làm xính kim. Triệu gia, tụ thái các và thịnh phong trạch cũng còn nở, còn lại một chút. Hiện tại không vội xuất giá, lại thêm việc lỗ vốn nhuộm vải cho tiết độ sứ, gia đình lại nhận nhiều đơn đặt hàng, tiền bạc quay vòng không đủ. Cũng được, bảo ca tẩu ngươi viết phiếu nợ, thân huynh đệ phải rõ ràng. Quý gia không thể dùng sính kim của ngươi. Quý thị cười nói, mẹ con ba người đợi lâu, vẫn chưa thấy quý diệu đình đến. Quý thị gọi mô mama đến tiền viện dục hắn. Sau khoảng thời gian uống hết một chén trà, quý diệu đình đầu đầy mồ hôi đến. Dương gia lại có chuyện. Sắc mặt Quý anh anh liền thay đổi. Tam lang có chuyện gì? Quý Diệu Đình bật cười. Dương Tam lang không có ở đây, là Dương gia đại lang quân có chuyện. Quý anh anh thở phào nhẹ nhõm, vẫn hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Năm ngoái khi đấu gấm, Tiết độ sứ đại nhân yêu cầu chức cầm hộ môn cung cấp loại gấm hiếm." Dương gia mới nghiên cứu loại gấm không thấm nước cũng nằm trong số đó. Tiết độ sứ đại nhân ngoài việc tiến cống gấm này cho cung đình còn yêu cầu Dương Gia cung cấp 400 thất gấm không thấm nước để làm áo cho ngự lâm quân. Kết quả, khi Dương Gia đưa gấm kiểm nghiệm, dùng nước dội thì ướt hết. Loại gấm không thấm nước này là Dương Gia đã dệt gấp trong 3 tháng. Làm trễ nái thời gian, tiết độ sứ đại nhân giận dữ, lần này bắt Dương Gia đại lang quân để hỏi tội. Nghe nói là đã đưa về phủ, thành lưu gia bố trang cũng đến tính tiền, nói toàn thành đều biết. Quý anh anh lập tức nhớ đến nhà mình đẩy nhanh tốc độ nhuộm một ngàn thất vải xanh lá cây, lạnh người. Ca ca, phải trông chừng kho hàng cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. Sắc mặt quý thị trắng bệch, rõ ràng nhớ lại vụ hỏa hoạn năm ngoái. Cả nhà đều trở nên lo lắng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.